Anh Kiếm Anh, anh trai em đâu? Anh trai em thế nào rồi? Em vừa nghe chuyện, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được chứ? Lan Anh à, bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh trai của em hiện tại bây giờ đang bị công an giữ để hỗ trợ làm công tác điều tra. Nhưng mà thật sự là đang xảy ra chuyện gì à? Chuyện là thế. Làm sao vậy ạ? Anh làm sao đấy? Sao nhìn anh trông có vẻ sợ hai bọn họ vậy? Hai người vừa đi qua là giám đốc Toàn và vợ của hắn. Cô ấy tên là Linh, trưởng phòng kế hoạch. Nhưng mà em thấy anh cứ sợ sợ bọn họ làm sao á? Đây chính là hai người đã đưa ra bằng chứng để tố cáo anh trai em ăn chặn tiền công ty đấy. Chính là hai bọn họ tố cáo anh trai em á? Ừ, chuyện này anh cũng không biết được nữa. Bình thường ấy, chủ tịch cực kỳ ưu ái họ. Vậy mà khi họ tố cáo thì ai cũng bất ngờ. Anh nghĩ bây giờ chúng ta phải né mặt đã, để tránh trường hợp họ mà thấy họ sẽ làm khó, rồi lúc đấy chủ tịch sẽ càng khó hơn đấy. Em không tin. Em không tin là anh trai của em lại là người như vậy. Bình thường anh trai của em làm việc rất trách nhiệm, không bao giờ mà có mấy cái chuyện mà ăn chặn tiền của công ty đâu. Anh biết mà, anh cũng là người làm việc với chủ tịch rất nhiều năm nay rồi. Và anh chắc chắn rằng chủ tịch sẽ không phải là người như vậy đâu. Em có cách rồi. Cách gì? Từ từ anh sẽ biết. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì tôi sẽ liên hệ sau. Tình hình như thế nào rồi anh? Luật sư bảo rồi, hiện tại tất cả bằng chứng đều đang chống lại thằng Đức. Lần này nhá, đừng nói là cái ghế chủ tịch đâu, cái thân nó còn lo chưa xong ấy. Với cái tội danh như trên, bóc lịch không ít đâu. Vậy tốt rồi. Thằng Đức ấy, có chết cũng chẳng ngờ được là mình đâm sau lưng của nó. Vì nó không phòng bị nên bị chơi trong một vố mà không cách nào chống trả được. Nếu như mà nói như vậy, có phải là chúng ta sắp mua lên cái ghế chủ tịch của nó được không? Anh ghé công ty xong nhớ về nhà sớm đấy nhá. Đừng có la cả ở đâu. Em là em biết hết đấy. Anh biết rồi, em nói nhiều quá rồi mất. Tôi nhất định sẽ tìm bằng chứng chứng minh anh trai của mình trong sạch. Lại một con tật nguyền, chắn hết cả đường đi của người khác. Này con này, mày giả mù chắn đường tao đấy à? Tránh ra tao đi nhanh. Chị gái ơi, tôi tuy mù thật nhưng mà tai của tôi rất thính. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của chị và đoán được là chị đi hướng nào. Thành thật với chị là mấy ngày nay tôi chưa được ăn gì rồi. Chị có thể bố thí cho tôi một bữa cơm được không? Cái gì? Việc gì tao phải bố thí cho cái loại như mày? Chân tay lành lặn có, không tự đi làm mà kiếm ăn đi. Tao ấy là tao ghét nhất cái loại không làm mà đòi có ăn đấy. Chị gái, thật sự là tôi đâu có muốn như thế. Chẳng qua là tôi bị mù, tôi không làm được việc gì cả, nên là tôi mới phải đi ăn xin thế này đấy. Mày trở lề với tao làm gì? Tao đâu quan tâm đâu. Tránh ra nhanh lên. Không ấy, đến lúc tao đẩy cho một cái lại bảo tao là bắt nạt người tàn tật đấy. Tôi thật sự đói lắm rồi. À, hay là bây giờ chị đưa tôi về làm giúp việc gia đình chị, xong rồi chị chỉ cần bố thí cho tôi một bữa cơm thôi. Tôi nhìn thế này thôi chứ tôi làm được nhiều việc lắm. Nấu cơm, quét nhà, hay là giặt quần áo, thậm chí là làm ruộng, tôi đều làm được hết. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mắt không nhìn thấy thì làm được cái gì? Tôi nói thật mà. Ngày trước tôi cũng từng làm giúp việc, chẳng qua là thời kỳ dịch bệnh nên là ông bà chủ về quê hết, thế là không muốn tôi nữa.
Tôi bị thất nghiệp ở tháng nay rồi, không có việc gì làm cả. Thật sự là tôi không có gì để ăn. Tôi xin chị đấy, chị nhận tôi về làm việc nhá. Tôi chỉ cần một chỗ ở thôi. Có thật là việc gì mày cũng làm được không? Dạ vâng ạ. Trông tôi thế này thôi chứ, tôi làm việc cần cù và siêng năng lắm. Bây giờ tôi không cần trả lương, mà tôi chỉ cần một chỗ ở, có chỗ đi qua đi lại. Chứ không thì cả tháng trời nay tôi không có gì ăn, lại còn không có chỗ nương tựa nữa. Thật sự là rất khổ đấy chị ạ. Hay là bây giờ mình cho con bé này vào làm một thời gian để xem nó như thế nào. Nếu như mà không được ấy, thì mình đuổi nó đi, cũng chẳng mất mát gì, mà lại đỡ được một số tiền để thuê người giúp việc. Thôi được rồi, mày là mày may mắn lắm đấy. Tao là người tốt bụng, lương thiện, nhà sẽ giúp mày. Nhưng mà tao nói trước, làm việc ở nhà tao ấy là phải chăm chỉ, sạch sẽ, thật thà, biết thức khuya dậy sớm. Với cả tao bố thí cho mày rồi, cho nên là không có lương đâu đấy. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Bây giờ chị chỉ cần cho em một ngày 2 bữa cơm là được rồi. Thôi được rồi, bây giờ đi về nhà tao, nhà tao là có lắm việc lắm ấy, đi. Lau cái chỗ ở trước mặt mày cho sạch vào. Sao nó nhẹ thế? Sợ sàn bị đau à? Dạ vâng, em biết rồi. Cái chỗ bên phải kia cơ mà. Mày bị đuôi à? À, tao quên mất là mày bị mù thật. Tí nữa thì quên. Lau sạch vào đấy, không là tí nữa không có cơm để ăn đâu. Dạ vâng. Anh về rồi đây. Anh Toàn, anh về rồi đấy à? Anh khát không? Anh uống đi. Ai vậy? À, là con bé giúp việc mới thuê. Con bé này bị mù, nhưng mà được cái nó làm việc không công ở nhà mình đấy, chỉ cần bao ăn ở thôi. Anh có thấy hời không? Em bị điên đấy à? Nó mù thì làm được cái gì chứ? Đây chẳng phải là mình đón nó về để chăm lo cho nó hay sao? Cái nhà này không phải là cái trại từ thiện đâu. Anh yên tâm, em đã kiểm tra rồi. Nó tuy mù ấy, nhưng mà được cái làm việc chăm chỉ. Đồ đạc á, em để đâu chỉ một lần là nó nhớ ngay. Mà ấy, nó còn hơn khối đứa giúp việc cũ nhà mình đấy. Mà được nhất là một cái nhá, nó làm việc không công. Anh có biết không, bây giờ thuê giúp việc ấy là bao nhiêu tiền, lại còn yêu sách đủ thứ nữa. Có nó về nhà, có phải là hời hơn bao nhiêu không? Anh làm cái gì thế? Sao lôi em ra đây? Con bé kia, em điều tra kỹ chưa? Em nên biết này, nhà mình không phải ai thích vào là vào đâu nhá. Biết bao nhiêu bí mật ở trong, lỡ như người khác biết được là chết cả lũ đấy. Nhưng mà nó bị mù thì có làm gì cơ chứ? Đừng có mà khinh thường, chúng ta phải thật cẩn thận vào. Đây là một giai đoạn quan trọng, lỡ như có chuyện gì thì sự nghiệp của chúng ta đi tong hết đấy. Thế bây giờ phải làm sao? Em không muốn đuổi nó đi đâu, đuổi nó đi thì tiếc quá, nó được việc như thế. Trước mắt phải thử nó đã. Anh cố tình để tờ 500k dưới đất, xem nó có nhặt lên không. Nếu như mà nó nhặt lên ấy, chắc chắn nó đang giả mù. Đúng, em không tin là nó không tham tiền. Nếu nó không mù ấy, kiểu gì nó chả nhặt. Cô chủ ơi, tôi hút bụi xong rồi. Được rồi, dọn tôi mấy cốc bẩn này đi. Dạ vâng ạ. Khoan đã. Dạ. Mặt cô chính gì kìa? Hết chưa? Hết rồi. Dạ vâng. Thank you.
Sao rồi? Nó phản ứng thế nào? Nó chả phản ứng gì cả. Xong rồi còn lấy tay bôi quẹt thuốc màu lên mặt, rồi đi tới đi lui khắp nơi nữa. Anh cũng thấy rồi, tờ 500k to như thế mà nó còn lấy máy hút bụi hút vào trong thì nó mù thật rồi. Anh à, thế là mình giữ nó lại được đúng không? Nhất định tìm được bằng chứng. Mình không tin là mình không tìm được. Thấy gì thế này? Đúng rồi, máy tính. Máy tính chắc chắn chứa thông tin mật. Tại sao lại có mật khẩu? Cô làm cái gì đấy? À, tôi đang dọn dẹp ạ. Cô đi ra ngoài đi, lấy tôi cốc nước. Dạ vâng. Vợ mình cũng là chí phải thật. Thuê con bé này về còn hơn khối đứa ô sinh ngày xưa. Bây giờ cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi. Đồ ăn thì tôi để trong tủ lạnh ấy. Chưa nhớ nấu các món tôi dặn, biết chưa? Dạ vâng ạ. Giờ bọn tôi đi làm đây. Dạ vâng. Muốn ăn thì tự đi mà nấu. Đây cũng rảnh mà hầu. Đúng mất khẩu rồi. Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Đúng là không thể tin nổi mà. Bọn họ dám ngụy tạo chứng cứ giả để vu oan cho anh trai mình. Vậy mà bấy lâu nay anh trai mình lúc nào cũng tin tưởng bọn họ. Đúng là thất vọng quá mà. Ngày mai trong cuộc họp, kiểu gì thằng Đức cũng bị các cổ đông buộc thôi chức chủ tịch. Và cái chức chủ tịch đấy sẽ rơi vào tay người khác. Và người khác đó không ai khác ngoài anh. Đúng là không uổng công chờ đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Không uổng công chúng ta tính toán lâu như vậy. Anh Kiều Bay. Anh trai em đâu? À, chủ tịch đang ở trong phòng họp. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Cho em vào gặp anh trai đi. Có việc quan trọng. Lan Anh, không được đâu. Bên trong phòng họp toàn là các cổ đông lớn thôi, mà chỉ những người nào liên quan thì mới được vào. Em không phải cứ muốn là vào được đâu. Nhưng mà em có một chuyện quan trọng muốn gặp anh ấy. Nhưng mà chuyện này... Chết rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ? À đúng rồi, anh vào được. Anh vào gọi anh ấy ra đây cho em đi. Nhanh lên, có việc quan trọng lắm, rất quan trọng đấy. Chuyện này thật sự nó rất là khó. Em biết là cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Nó quyết định ai sẽ là chủ tịch của công ty. Nhưng mà thật sự là em có việc quan trọng gặp anh ấy ạ. Em xin anh đấy, anh và anh gọi anh ấy ra đây đi.
anh kiếm anh. Được rồi, anh sẽ giúp em, vì em và chủ tịch nữa. Lần này anh sẽ đánh liều một phen vậy. Chờ anh nhá. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, nhưng mà tôi nhận được một thông báo quan trọng, cần phải giải quyết ngay. Sao cô lại ở đây? Xin giới thiệu với mọi người, đây là Lan Anh, em gái tôi. Cái gì? Em gái á? Sao cô lại lừa bọn tôi? Hôm nay em gái tôi đến đây để đưa cho mọi người một bằng chứng quan trọng. Cái quỷ gì đây? Cậu cứ xem đi. Đây là toàn bộ chứng cứ chứng minh cô Linh và cậu Toàn đã làm giả bằng chứng vu oan cho tôi tội ăn chặn tiền của công ty. Tôi tin là mọi người ở đây sau khi các hồ sơ này đều hiểu là chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Dựa vào các chứng cứ này, tôi có thể tuyên bố cậu Toàn và cô Linh không chỉ ăn chặn tiền của công ty mà còn làm giả bằng chứng vu oan cho người khác. Hành vi này vô cùng nghiêm trọng, cần được truy cứu trước pháp luật. Khoan đã, chúng tôi có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Đúng rồi, là cô ta với cả chủ tịch bày trò ra để hãm hại chúng tôi đấy. Cái này là giả hết. Đúng rồi đấy, chúng tôi nhất định không thừa nhận cái bằng chứng này đâu. Đúng rồi đấy, không thừa nhận cũng được, nhưng chúng tôi sẽ giao bằng chứng này về phía cơ quan chức năng. Đến lúc đó hai người không thừa nhận cũng vô ích. Cái gì? Cơ quan chức năng á? Đúng rồi, không phải lúc nãy em còn vu oan cho tôi hay sao? Bây giờ chỉ cần đưa tất cả bằng chứng này lên cơ quan chức năng thì họ có thể minh oan cho anh rồi. Trước mắt tôi sẽ tạm cắt chức hai người, phong tỏa một hồ sơ liên quan. Các vị cổ đông ở đây có ý kiến gì không? Sao? Các người muốn đuổi bọn tôi đi đơn giản như vậy sao? Bọn tôi không phục. Nếu tôi là hai người ấy thì sẽ tranh thủ thời gian về nhà ăn món gì thật ngon đi, không lãng phí thời gian ở đây nữa đâu. Nghe nói cơm tù khó ăn lắm đấy. Cậu Kiếm Anh, phiền cậu mời bọn họ ra ngoài, cuộc họp cần phải tiếp tục. Mời hai người. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.